Hiện nay, các công nghệ áp dụng phổ biến trong các hệ thống xử lý nước thải của Việt Nam dựa trên quá trình sinh học truyền thống, chủ yếu nhằm loại bỏ các chất rắn không tan, chất hữu cơ và vi sinh vật trong nước thải. Tuy nhiên, đặc thù nước thải Việt Nam là hàm lượng nitơ, phốt pho cao, trong khi tỷ lệ COD, BOD thấp do hệ thống thu gom nước thải chưa hoàn thiện, dẫn đến không đạt yêu cầu xả thải, giảm hiệu quả đầu tư và giảm hiệu quả cải thiện chất lượng môi trường. Cái việc thiết kế các cái công trình xử lý nitơ phốt pho thì cũng còn gặp rất nhiều những cái không phù hợp, bởi vì là cái đặc thù nước thải của Việt Nam nó rất khác so với những cái thông số thiết kế mà trên thế giới họ chấp nhận. Mà cái việc cái công tác thiết kế hay là xây dựng thời gian qua cho thấy rằng là rất nhiều những cái hệ thống công trình xử lý nước thải là không được thiết kế đúng theo cái điều kiện của Việt Nam, đặc thù nước thải của Việt Nam, dẫn tới là cái hiệu quả xử lý nó không đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vận hành hệ thống xử lý nước thải cũng gặp nhiều khó khăn khi các tiêu chuẩn kỹ thuật đang trong tình trạng liên tục thay đổi, thiếu sự thống nhất giữa các văn bản từ cơ quan chức năng. Việc kiểm soát nitơ, phốt pho trong nước thải càng khó khăn khi một số nhà máy có thông số nước thải đầu vào được thiết kế khác nhiều so với thực tế vận hành. Để đạt được hiệu quả trong xử lý nước thải, nhiều doanh nghiệp vận hành hệ thống xử lý nước thải đã chủ động nghiên cứu công nghệ để phù hợp với những tiêu chuẩn chất lượng cũng như đặc thù nước thải Việt Nam. Nên để mà nâng cao cái chúng tôi là chú trọng đến cái việc là đầu tư về nghiên cứu, tập trung đầu tư về năng lực con người, về đào tạo để nâng cao cái kỹ năng vận hành. Đối với các cái nhà máy xử lý nước thải xây mới thì chúng tôi, đối với các cái dự án mà do chúng tôi đầu tư hoặc là chúng tôi thực hiện ở cái vai trò khác, nhưng mà chúng tôi cũng đã kiến nghị với các cái chủ đầu tư đấy là cần phải điều chỉnh các cái công nghệ một cách hợp lý để có thể đảm bảo được cái xử lý được nitơ phốt pho. Theo Bộ Xây dựng, tính đến cuối năm 2016, hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường trên cả nước mới xử lý đạt hơn 10% tổng nước thải đô thị và khoảng 40% lượng nước thải công nghiệp. Điều này cho thấy còn rất nhiều việc phải làm trong lĩnh vực quản lý nước thải và công nghệ xử lý nitơ phốt pho cần được quan tâm hơn ở mọi khâu quy hoạch, chính sách, công nghệ, quản lý và vận hành hệ thống xử lý nước thải.